Quân đội Israel xác nhận tấn công xe cứu thương được Hamas sử dụng ở thành phố Gaza. Quân đội Israel đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bên ngoài bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza hôm 3 tháng 11 mà các nhân chứng cho biết khiến hàng chục người thương vong. Video từ hiện trường cho thấy nhiều nạn nhân nằm giải rác trên mặt đất gần một chiếc xe cứu thương. Cơ quan y tế do Hamas điều hành cho biết 15 người không qua khỏi và 50 người khác bị thương. Trong một tuyên bố, Israel xác nhận đã nhắm mục tiêu vào xe cứu thương vì nó đang được Hamas sử dụng. Một máy bay của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tấn công một xe cứu thương đang được nhóm Hamas sử dụng gần căn cứ của họ trong khu vực chiến sự. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố, một số thành viên Hamas đã không qua khỏi vì vụ tấn công. Chúng tôi có thông tin chứng minh rằng phương thức hoạt động của Hamas là vận chuyển các chiến binh và vũ khí trên xe cứu thương. Người phát ngôn của Bộ Y tế Palestine tại giải Gaza cho biết trước đó cùng ngày rằng chiếc xe cấp cứu bị tấn công vốn thuộc đoàn xe y tế từ bệnh viện đang trên đường đến cửa khẩu Rafa với Ai cập. Bộ Y tế đã thông báo cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế ICRC về động thái này. ICRC xác nhận họ đã biết về kế hoạch di chuyển của một đoàn xe chở bệnh nhân bị thương từ phía Bắc Gaza đến phía Nam, nhưng chúng tôi không tham gia đoàn xe này, ICRC cho biết. Ngay cả khi chúng tôi không tham gia, đây vẫn là đoàn xe y tế và bất kỳ hành vi bạo lực nào đối với nhân viên y tế là không thể chấp nhận được, không có bác sĩ, y tá hay bất kỳ chuyên gia y tế nào phải chết khi đang làm việc để cứu mạng người khác.